Xin chào cả anh em, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách cài driver của Xiaomi ngoài cán nét, cho tiên các bạn chắc chắn các bạn phải đưa điện thoại về chế độ phát boot bằng cách tắt nguồn với và giữ nguồn với giảm âm. Sau đó mở trình duyệt lên này, các bạn tìm cho mình google.com nhé. Sau đó bạn gõ ADB driver này. Xong các bạn vào cái link này, link developer.android.com này. Đó, ấn vào. Click here to download. Để ở chọn download này, nó sẽ tải file về. Sau khi tải về thì bạn giải nén nó cho mình. Mình sẽ để ngoài desktop cho nó dễ thấy. Đây, giải nén ra thì được cái file như này. Thì với máy tính con nét thì các bạn không thể nào mở Manazit được. Đó, ấn vào thì nó không hiện ra gì thì các bạn vào Start mình. Start, nó cái hình này, hình góc này. Ấn vào, xong tìm với Windows System. Chọn con pen. Xong chọn, nếu mà cái này bình thường nó sẽ để như này thì các bạn chọn vào View By, chọn Category. Xong rồi nó sẽ hiển thị ra những cái này. Thì các bạn phải chọn View Divid and Print. Đó. Khi bạn vào hotboot rồi cắm vào máy tính thì nó sẽ hiện ra cái Android này. Nó có chữ Android này. Nếu mà nó đúng là cái chữ Android thì nó là máy tính đã nhận. Còn nó hiện ra cái khác thì là có thể là cổng USB lỗi. Vì ở quán net thì nhiều lúc là cái cổng nó không được, là nó bị cũ rồi, nó bị đầu rồi nên tiếp xúc được kém, nhiều cổng nó sẽ bị lỗi. Nó cả bạn phải thử nhiều máy xem cái nào máy nào nó hiện chữ lên chữ Android là ok. Đây thì các bạn mình lại cho các bạn xem nhé. Chọn lấy chuột phải vào cái Android này. Đây, chọn Protip, chọn Hardware. Xong rồi chọn ấn vào cái Android này, chọn Protip tiếp. Chọn Driver, Update Driver. Chọn bao gồm My Computer for Divic Software. Next. Mình làm lại nhé. Đó. Chọn Show on Divic. Chọn Hard Disk. Chọn Power. Xong rồi chọn tìm tới cái chỗ đây, cái file USB mình để ngoài desktop này. Chọn desktop nhé. Chọn USB driver nhé. Chọn ấn vào cái Android Win USB này. OK này. Driver fastboot là cái chọn cái Android bootloader interface nhé. Yes này, install này, để chạy. OK, nhảy là cài được xong. Thì các bạn có thể sau khi cài xong driver thì các bạn có thể up ROM cài TWRB tùy các bạn. Đây mình sẽ cài TWRB. OK. Nhận xong sẽ như này, nó hiện nên là Android Bootloader Interface. OK. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình và hẹn mình gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.